Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Minh Vy đến với phần cuối cùng bản tin FPNC tối nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của những đợt rét đậm và thay đổi thời tiết nắng lạnh trong ngày, liên tục trong những ngày trở lại đây, Bệnh viện Châm cứu Trung ương tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị méo mồm, trợn mắt do liệt dây thần kinh số 7. Đáng lưu ý là nhiều bệnh nhân trẻ tuổi nhưng đã bị mắc phải. Chị Nguyễn Thị Hằng đang được điều trị tại khoa lão khoa Bệnh viện Châm cứu Trung ương do bị liệt dây thần kinh số 7 được 2 tháng. Với thời tiết ban ngày nắng, tối rét đậm đã khiến chị bị mắc các triệu chứng méo mồm, mắt trợn, răng cắn vào má. Ướt mưa, xong bị nắng. Không về 2 ngày sau thì nó có hiện tượng là em mắt cái mắt này nó cứ giật giật cả ngày. Xong ăn cơm thì nó cắn vào hai cái má. Xong đến ngày hôm sau thì em dậy thì đánh răng, súc miệng, nước cứ phun ra. Cũng bị các triệu chứng tương tự, chỉ sau một đêm bị trúng gió, thanh niên này cũng phải điều trị tại đây do liệt dây thần kinh số 7. Thực ra lúc sáng thì cũng không để ý lắm, nhưng mà xong dậy một lúc thì thấy mặt cảm thấy khác là lúc ấy mình bị hơi nhẹ. Thì xong thấy miệng lệch lệch thì đấy, xong đi khám thì các bác bảo bị liệt dây thần kinh số 7. Chỉ tính riêng tại khoa lão, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, mỗi ngày khoa này tiếp nhận điều trị cho khoảng 5 bệnh nhân bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên. Đa số người bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên đều có triệu chứng méo mồm, liệt nửa mặt, mắt không nhắm được, ăn uống rơi vãi, miệng không huýt sáo, thổi lửa được. Còn một số trường hợp nhẹ còn không biết mình mắc bệnh, chỉ khi cười và nói chuyện mới phát hiện mình bị méo mồm và đến viện khám. Thì nó đặc thù với dây thần kinh số 7, thì cái khi mà cái đường ra của nó khi mà từ trong rãnh hành cầu trong não ấy, nó ra thì nó ra đến cái khe ra cái tai đến ra đến tai ấy, thì nó đi qua cái xương đá ở tai. Đi qua xương đá ở tai thì nó cái lớp đệm ở đấy thì nó chỉ là ngay dưới da thôi, và lớp nó sau đó thì nó đi ra vùng mặt. Thế thì khi mà nó ra như thế thì nó rất dễ bị nhiễm lạnh, mà dẫn nhiễm lạnh cái thì nó gây viêm đấy. Nó gây viêm cái thì nó gây liệt thần kinh số 7 ngay. Để phòng các bệnh này, bác sĩ cảnh báo mọi người phải đặc biệt chú ý khi ra thời tiết lạnh, không ra trời lạnh một cách đột ngột, không đi tập thể dục quá sớm, không tắm quá muộn và luôn phải giữ ấm cơ thể khi ra ngoài. Để tránh cho nông nghiệp hữu cơ phát triển tràn lan không có định hướng, các chuyên gia đề xuất nhà nước nên xây dựng đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ quốc gia. Đây là một trong những đề xuất được đưa ra tại Diễn đàn Quốc gia về phát triển nông nghiệp hữu cơ lần thứ nhất diễn ra vào sáng ngày 27 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thành Nam chủ trì. Theo tiến sĩ Bùi Bá Bổng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dù diện tích nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam đang tăng nhanh, nhưng Việt Nam chưa có con số thống kê chính xác nào về việc phát triển này. Nông nghiệp Việt Nam cũng chưa đưa ra một lộ trình cụ thể với phát triển nông nghiệp hữu cơ như trong vòng bao nhiêu năm sẽ đạt được diện tích bao nhiêu, đáp ứng nhu cầu bao nhiêu. Bên cạnh đó, chính sách cho phát triển nông nghiệp hữu cơ còn rất thiếu. Các nước họ có luật, cách đây 10 năm, 20 năm họ có luật nông nghiệp hữu cơ quốc gia, còn mình hiện nay bây giờ đang dập là cái nghị định hữu cơ và nông nghiệp hữu cơ. Tức là cái khoảng cách chúng ta còn rất là xa so với những cái mà các nước họ đã làm. Bây giờ đó chúng ta thiếu rất nhiều văn bản nghị định là còn đang logo như thế này, rồi các cái tiêu chuẩn cũng còn thiếu, rồi là các cái logo cũng còn thiếu, rồi là hệ thống chứng nhận như thế nào cũng thiếu, rất còn thiếu, mà những cái này không thể làm một năm có thể xong được, có thể là vài ba năm thì chúng ta mới xong được. Đóng góp cho chính sách phát triển nông nghiệp hữu cơ, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Bộ, nguyên giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho rằng phát triển nông nghiệp hữu cơ không thể để doanh nghiệp, nông dân tự bơi. Rất nhiều việc cần vai trò của nhà nước như cung cấp thông tin thị trường, quy hoạch vùng sản xuất. Theo ông Bộ, nhà nước nên xây dựng một đề án về phát triển nông nghiệp hữu cơ để đặt ra những mục tiêu cụ thể, giúp doanh nghiệp, nông dân yên tâm, tránh tình trạng nhà nhà, người người làm hữu cơ rồi dẫn đến bất cập cung cầu. Để cho nó phải phong trào, để cho có bước đi cụ thể, thì Bộ Nông nghiệp và Hiệp hội nên xây dựng cái đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ, có từng bước, từng lộ trình, làm ở đâu, làm cái gì, nếu làm cái đó thì được hưởng chính sách gì, hỗ trợ gì và ai nên tham gia. Như vậy thì phải có cái lộ trình như vậy thì chúng ta mới có thể có cái cơ hội. Còn bây giờ cứ nói như vậy nhưng mà các doanh nghiệp cũng rất là lo lắng, là bây giờ mình làm tham gia rủi ro thì nhiều, giống chị Hạnh nói thì chân dài thì dễ mua, nhưng mà chân ngắn thì có thông minh nhưng cũng khó bán, cũng khó khăn, thì phải có cái đề án rất là cụ thể. Theo một số chuyên gia, nông nghiệp hữu cơ là xu thế tất yếu của thế giới, nhưng Việt Nam không thể ngay lập tức chuyển từ nền nông nghiệp hiện tại sang hữu cơ mà cần có lộ trình, bước đi cụ thể.
không để xảy ra tình trạng phát triển tràn lan sản phẩm đổi lốt hữu cơ. Dự án đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài đoạn giao với phố Tô Hiến Thành đến đường Đại Cồ Việt có tổng chiều dài là hơn 600 m thuộc địa bàn phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trong khi dự án đang được tích cực triển khai thì hai bên tuyến đường đã xuất hiện một số công trình dạng siêu mỏng siêu méo có nguy cơ mất an toàn cao. Dự án xây dựng đoạn đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài đoạn từ phố Tô Hiến Thành đến phố Đại Cồ Việt dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng trước Tết Dương lịch năm 2018. Dự án phải thu hồi đất đối với 75 hộ dân, cá nhân và 6 tổ chức. Đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2017, toàn bộ 10 hộ dân trong diện phải cưỡng chế đã chấp nhận việc bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thi công dự án. Tuy nhiên, hiện hai bên tuyến đường, một số ngôi nhà sau khi phá vỡ chỉ còn lại phần diện tích siêu mỏng, được che đậy tạm bỡ chờ tu sửa lại. Tôi thấy là nó sẽ không đảm bảo an toàn thì nó sẽ dễ xảy ra cháy nổ. Không đảm bảo đến người dân xung quanh, ảnh hưởng đến người dân xung quanh, có những nguy hiểm. Không chỉ có nguy cơ mất an toàn, giữa tuyến đường rộng khang trang, việc xuất hiện những ngôi nhà có hình dáng kỳ lạ đã gây ra những hình ảnh phản cảm bức xúc trong dư luận. Cập ấy thì cũng đã nhìn thấy rồi, vì rằng là nó mỏng mà nó xấu lắm, nó không ra một cái gì luôn. Ở thì không ở được, thế nhưng có cái là nhà của họ nó còn một tí đất thì là mặt đường. Thì là người ta muốn tự tận dụng để bán hàng mà nhất chứ còn ở thì nó chán lắm mà cũng không ở được. Mình xem nó thu hoạch như thế nào để làm cho con đường mở rộng ra cho nó đỡ dân tình mình đi đỡ khổ. Khả năng mà người ta lấy cái chỗ đấy ra làm đền bù ấy, thì giải cho người ta chống một chỗ khác. Với nhà siêu mỏng siêu méo, thành phố Hà Nội đã có đủ văn bản pháp quy như Nghị định 39 của Chính phủ, Nghị quyết 15, Nghị quyết 16 của thành phố và Hướng dẫn 3.382 của Sở Xây dựng để hướng dẫn các địa phương xử lý. Với những nhà siêu mỏng siêu méo mới phát sinh, Sở Xây dựng phối hợp với chính quyền địa phương xác định lại từng trường hợp và làm việc với chủ sở hữu để tiến hành hợp khối. Trong trường hợp các gia đình không thể thỏa thuận hợp khối, thì chính quyền địa phương sẽ áp dụng quy định để thu hồi, xử lý theo quy định. Thưa quý vị, sau một năm tạm dừng bắn pháo hoa, trong dịp Tết Nguyên đán 2018, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành, dịp Tết Mậu Tuất năm nay,